Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Tottenham với Burnley 18 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022, vòng 37 ngoại hạng Anh. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tottenham đã đè bẹp Arsenal 3 bàn không gỡ trong trận derby Bắc London để hâm nóng lại cuộc đua top 4 tưởng như đã ngã ngũ, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 1 điểm. Tiếp đà hưng phấn, thầy trò Antonio Conte tự tin giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Burnley trong trận cầu sớm nhất ở vòng 37 để tạm thời vươn lên chiếm vị trí thứ tư. Cuối tuần vừa qua, Burnley đã thảm bại với tỷ số 1-3 trước Aston Villa ngay trên sân nhà. Trận thua này chẳng những đã chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp mà còn khiến Burnley rơi xuống vị trí thứ 17. Dù đang bằng điểm với đội đứng thứ 18 list, nhưng Burnley lại hoàn toàn vượt trội về hệ số phụ cũng như vẫn còn một trận chưa đá. Về cơ bản, Burnley vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng. Nhưng với việc phải đến làm khách của Tottenham ở vòng đấu này, e rằng Burnley sẽ phải chịu cảnh trắng tay và đối diện nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Thống kê đã chỉ ra rằng Tottenham chính là hung thần của Burnley. Cần biết, thắng lợi 1-0 ở lượt đi mùa này mới là lần thứ 2 Burnley quật ngã được Tottenham sau 13 cuộc chạm trán trong khuôn khổ ngoại hạng Anh kể từ khi họ thăng hạng vào mùa giải 2014-2015. Nếu xét riêng thành tích sân khách, Burnley sau 9 lần gần nhất làm khách của Tottenham đã phải nhận đến 8 thất bại, trong đó bao gồm 5 trận thua với tỷ số cách biệt tối thiểu 2 bàn. Cần biết, Tottenham đã thắng 5 trên 6 trận sân nhà gần nhất. Đáng sợ ở chỗ, cả 5 thắng lợi của gà trống đều có cách biệt không dưới 2 bàn. Với kèo châu Á Tottenham chấp 1.5, kèm với lợi thế sân nhà và sự hưng phấn sau khi đè bẹp Arsenal, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Tottenham chấp 1.5 full time. Như đã đề cập ở trên, Tottenham đã có 5 lần được ca khúc khải hoàn sau 6 lần đón khách gần nhất. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng, nếu biết rằng danh sách nạn nhân của Tottenham gồm rất nhiều những đội bóng rắn mặt như Arsenal, West Ham, Leicester hay Newcastle. Không phủ nhận sự tiến bộ của Burnley trong thời gian gần đây, tuy nhiên giành điểm trước một Tottenham đang thăng hoa gần như là nhiệm vụ bất khả thi dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Mike Jackson. Với kèo châu Âu, anh em cũng nên cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Tottenham thắng. Trong 6 trận sân nhà gần nhất, Harry Kane cùng các đồng đội đã có tới 5 lần ghi được tối thiểu 3 bàn thắng. Bên phía đối diện, dù là một tín đồ của trường phái thực dụng nhưng Burnley thời gian gần đây đã chấp nhận từ bỏ lối chơi phòng ngự để thi đấu mạo hiểm hơn. Cũng nhờ vậy mà hàng công của Burnley đang có chuỗi 5 trận nổ súng liên tiếp. Đó là những cơ sở để tin rằng màn đọ sức giữa hai đội sẽ diễn ra phóng khoáng. 7 trên 9 cuộc chạm trán gần nhất giữa Tottenham và Burnley tại Tottenham Stadium đã khép lại với ít nhất 3 lần lưới rung. Tuy nhiên, Tottenham sẽ chơi với tốc độ cầm nhịp và bung sức khi cần thiết, bởi các cầu thủ Tottenham không có thể lực 100% sau khi đối đầu với Arsenal. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em nên cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu, chốt kèo tài xỉu 3.0 chọn xỉu full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Tottenham chấp 1.5 full time. Kèo châu Âu, Tottenham thắng. Kèo tài xỉu, 3.0 trái chọn xỉu full trận. Dự đoán tỷ số, Tottenham 2 bổn Jolie 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.